khách Hà Tĩnh vô đang lừa máy hồi làm việc mà. Rồi giờ xong rồi, chạy ra sao làm bảo dưỡng. Giờ đang làm bảo dưỡng. Giờ đang mở ra. Ra hết đầu máy. Cái sao này mình cũng đang mở ra. Kiểm tra lại hết. Bây giờ đang mở số ra nha mọi người để kiểm tra kỹ ra hết nguyên máy rồi. Quay số. Nhìn xong rồi đó, giờ đang bảo dưỡng xong hết nhận chân rồi. Đấu đồ. Rồi, máy này đang ráp vô, hoàn thiện. Rồi giờ đã hoàn thành. Chỉ còn lên máy nữa thôi.
cái xe này nó cái xe tải này nó cong cong thì sao ta? Ê, thảo cái nắp kia ra kìa. Cái môi. Rồi, thêm lọt rồi. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha. Rồi, xin chào mọi người. Đây là kho máy hiện có của công ty mình ha. Thì mình có đủ các loại máy từ 60, 70, 95 và 125X. Những cái máy đẹp mà để đằng trước ha. Ví dụ giống mấy chiếc DC-70G Plus nè. Hàng 95% á. Hàng còn đẹp. Để mình quay sơ kho máy của mình ha. Vô trong một chút thì mình để hai bên nha, mọi người cứ lựa thoải mái, cứ đến lựa máy, để máy thử máy theo ý mình nha. Để mình quay một chút máy 125 cho người xem. Đây là 125X ha, cũng còn khoảng 4 chiếc chờ mọi người lựa thoải mái. Đây là DC95, mình còn một con, đây ngay tại kho luôn ha. Giờ quay sơ lược cái kho ha, tổng kho cho mọi người xem. Đây là một máy cũng đã bảo dưỡng xong cho khách nè. Còn mỗi bên kia thì đang làm tiếp ha. Đây là kho máy cài phía sau. Mình để những cái máy giống như là 6040 và 7040. Có đủ bộ ủi xới cài của nó luôn ha. Nguyên bản từ bên kia về. Đây thì cũng có 4508 nữa và 4708, phía trước cũng còn nhiều máy cài và một số 3608 này kia 36 à. Đây là khu vực phía trước nha, mình có để mấy máy cài mới 4018 nhập từ Thái nguyên chiếc á, một số 5018 rồi Yamaha EF494 ha, 708 với 6040. Ê, hai container chứ của máy gạch và liên hợp tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách đó. Những cái máy đã bán rồi nằm đây hết ha. Thì mình bảo dưỡng tùy theo mức độ mà làm nha. Có thể là 60 như trước kia 60 thì làm hết. Này bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy hai cái máy này xong rồi. Đây là 70G đang hạ bộ. Chứ hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm tùy theo mức độ nha, mọi người có thể tới xem. Ok.
cái phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, mọi người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng, những máy đây là miễn phí hết nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây, thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn nha. Đây là phía trước công ty mình nha. Địa chỉ của mình là ghi trên đó đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Thì đây là trục đường quốc lộ 53. Ở phía xa xa kia là có tòa nhà là bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long ha, đường cầu Me lớn. Kho máy mình để phía sau đó nha, máy cài đây trước.